key? Thủy Linh, lớp phó cơ sở vật chất Trần Giang Khôi, lớp phó đời sống Thanh Hoàng Bảo Linh. Đây là các bạn trong ban cán sự của lớp 11 thì mình chia ra một nửa 50-50. Lớp 12 là nếu như mà bộ giáo dục mà không có thay đổi gì ấy thì 100% trách nhiệm nó ra đến năm sau rồi tự luận chẳng hạn cái khác nhá. Thế nên là mình sẽ phải ôn cả phần trách nhiệm và cả cách trình bày của tự luận đó, được chưa? Còn lớp 12 thì đa phần sẽ là trách nhiệm hết nên là các em không cần phải trình bày quá nhiều đâu. Nhưng lớp 11 thì vẫn cần. Một đồng chí thà răng lúc Việt Nam. Gì đâu? Gì vậy? Hít tỏi. Mấy hai ông bà trong shipping. Thôi chưa? Mà thấy mở đi em ơi. Ồ, thầy thật, thầy nói thật hả? Đi không? Nghỉ ngơi tí đi thầy ơi. Quá thôi rồi mà. À, nhắc luôn là về cái thời gian học ấy. Thầy thì rất đúng giờ nhá. Mình vào đúng giờ mà ta đúng giờ hoặc là sớm hơn không bao giờ chi nghe thời gian thêm đâu. Thế nên là mình phải tập trung một chút nhá. Ở đây hôm nay thì mình sẽ ôn tập lại một chút kiến thức cũ. Cái phần đầu tiên thì nói vừa nãy là mình học các cái phần ôn tập lại cái phần đầu tiên của cái nội dung lớp 10 phần cuối đó là của x mũ mấy nhỉ, mũ 4. Thì các em sẽ sử dụng cái công thức là thì trong âm thanh người ta chia ra âm thanh có tính nhạc và bốn tính chất, đó là nhớ cho cô nha, nhớ cho cô này nha, học nhạc là phải biết đúng bốn cái này nha. Nhất là cao độ này, hai là trường độ này, ba là cường độ và thứ tư là âm sắc. Bạn nào không biết có thể ghi vào. Cái này là bốn tính chất âm nhạc mà tất cả ai học nhạc hay là bình thường. So which is it? Chân thật, dạ như tôi một lần tìm em. Cô gái tôi thường ngày hóa theo mây gió để lại tháng tư ở đó. Nhớ đến thế là cùng. Hôm nay là chùm vốt thầy kích khỏi lớp mà. Em đang năm ngoái đó. Đánh dây cho con cái dây để đánh được đấy. The night's so young.
trên trên nó bản thân mình có cây trên hay bản thân mình kịp 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 giáo kịp mày ba cây thôi ơi ơi kia thì cái năm đầu tiên các bạn thấy là vẽ luôn từ góc tọa độ luôn đúng không ạ? Còn các cái kia là chúng ta sẽ cắt cái góc một chút đó xong rồi chúng ta một khẩu lấy mã ô lên quay ở đó về tư tưởng nhà tâm lý sao đi xe máy ấy, xe có động cơ ấy khi mà dừng lại ấy mà xe nó bắt đầu thì sẽ thấy điện dự tính. Được sách. Tao đang xem sách. Ánh sáng của trí thức đấy. Trí thức. Ba mươi giờ không?